Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Thiền Tỷ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời trung cổ trong phần chơi 7 Days to Die. Và hiện tại là mình đang ở chỗ cái căn cứ mới của mình nè các bạn. Thì có một cái con này hình như là con người chim hay sao á. Mình thấy nó tên quen lắm, giống như trong cái series rồng đó bạn. Mình có một con người chim mình hay cưỡi nè. Đây đây, con này trong thần thoại nè các bạn. Nó đang bay bay ở phía bên trên tìm cách tấn công những chiến binh của mình. Mình canh mình bắn nó mới được. Đúng không? Ôi không trúng ạ. Nó bay tuốt tuốt ở trên cao luôn rồi. Nó không chịu đáp xuống này. Con này không biết có bắt được không nữa. Mình nhìn nó bay nha. Ôi nó bay ra cái tháp luôn rồi. Hôm nay mình đang tính là chế tạo súng các bạn, để tấn công qua bên cái tháp của những con ốc ở bên đây nè. Hồi ơi, ở tập trước á, vô trong đó nó tấn công mình dữ dội lắm. Và làm ở tập trước mình thấy có con rồng ở phía bên đó các bạn, mà hôm nay vô tự nhiên mất tiêu rồi. Nó xuất hiện ra cái con người chim gì trên này nè. Người chim đó thì bay đâu rồi không thấy nè. Nó lủi lủi trên nó hấp, sau đó thì mất tiêu luôn à. À, phải cái cánh luôn đó không? Hình như nó bị chết ở trên đó, đó các bạn. Phải không ta? Nhìn kỹ kỹ coi. À, nó chết ở trên đó rồi. Đây đây đây, để mình lên phía bên trên nó coi có lấy thịt được không các bạn. Rồi lên trên này chắc bị những chiến binh ở trên này bắn chết rồi nè. À, đây nè các bạn. Wow, chết trên này nha. Không có đem theo cái gì để lấy thịt của nó hết à. Lấy được lông chim nè. Cuốc thì được mỡ, được thịt chứ. Ok. Được thịt bình thường, có cả da, đồ mỡ đồ nữa nè. Gọi là những cung thủ ở trên này thôi. Thôi, bây giờ thì đi xuống phía bên dưới các bạn. Hôm nay mình phải chế tạo thêm nhiều nhiều cái đạn sọc kinh mới được để tấn công vô. Bên đó có những con cung thủ nó bắn ghê quá. Vô trong đó chịu không nổi. Bây giờ thì 4:30 sáng nha. Và thịt đồ thì da đồ bỏ trong này hết đi. Chót chót đi trong này hết. Để chế tạo được đạn shotgun đó các bạn. Thì đạn này nè, cho cái súng này của mình nè các bạn. Đó, thì cần có kim chì, có sắt, thuốc súng với lại giấy. Ok à, giấy trong này có nè, thuốc súng có, sắt có, chì có. Ok ok, đi ra mượn cái bàn chế tạo ở phía bên đây để mình chế tạo luôn thôi. Phải có nhiều nhiều đạn chốt, cẩn thận chốt. Đó, được hai mấy viên thôi à. Do là mình thiếu thuốc súng nè. Thuốc súng để coi có chế tạo dễ không. Thuốc súng thì cần có than với lại cái bột thôi là được. Cũng dễ chứ không khó lắm đâu. Để coi coi, mình có bột không á. Than á thì lần trước loot mình nhớ hình như mình có. Còn bột á thì à, than trong này có nè, nhưng mà không nhiều lắm. Còn bột á thì trong này có 7 trái ha. Ok, đem ra để chế tạo luôn các bạn. Trong lúc mà để ở đây ha, bàn chế tạo nó cũng sẽ tự động chế tạo cho mình luôn. Trời, được có 2 trái thôi hả. Và trong này thì có thêm đạn nữa nè. Rồi bỏ cho trong này luôn đi. Để dành có cần thì mình chế tạo luôn. Đấy, dần dần có thêm còn 5 viên nữa thôi. Và lấy cái súng ra một cái. Cái súng này thì mỗi tội là lắp được có 2 viên thôi nha. Hơi cùi, giống như sọc ginh 2 bi vậy đó. Đây là được hai mấy viên nè. Còn một viên cuối cùng. Ok, tất cả là mình có được 25 viên đạn các bạn. Mấy chiến binh của mình hay block mình lắm. Cho nên là mình sẽ để ở nhà đi. Khi nào có trận chiến lớn thì mình sẽ dẫn theo. Còn bây giờ thì tạm thời để nhà đi. Mình leo lên mấy cái tháp đó các bạn. Nó hay block mình lắm, như cái tháp gì nè. Đó, nó block và leo xuống không được là coi như là chết luôn ở trên đó đó. Có nỏ nè, có súng. Ok, để súng đây đi, cho nó thuận tay. Bấm cái súng cái bấm răng kiếm cái chém liền các bạn. Nhà vô là chơi liền luôn. Hôm nay sao tự nhiên con rồng biến mất luôn à. Ở cuối video của tập trước đó các bạn, thì mình thấy con rồng đang tấn công cái tháp này nè. Nó đang tấn công những chiến binh ở trên đó, cái tự nhiên hôm nay nó mất tiêu ạ. Thì nghĩ thoát ra vô lại nó cũng bị bon đi mất hay sao đó các bạn. Cái con quái á. Chỗ này mình đó. Ây da 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 da. Đâm 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 dùm cái. Không được off kìa. Mình sẽ rình vô các bạn. Bắn nó được không? Ok, ít ba đam. Clear trước. Tỉa tỉa từng con. Ok, chết. Chỉ lên trên kia thì bắn lên được thôi. Đúng không? Phải khó trúng mà dướng lan can dữ lắm. Ây da, chạy. Mấy con cung thủ này nó ghê quá. Ok, có đem theo băng gạc. Đây rồi, súng nhú nhú lên là mình nã liền các bạn. Ui da, không thấy. Ok, một phát. Hai phát, ok, chỉ đi một con rồi. Ây chà, còn nửa cây thôi các bạn. Ghê vậy. Một phát nè, hai phát nè, không biết nó chết không nữa.
Chắc là quấn cái băng cái này, từ 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 từ. Thay đạn cái. Cái này hỏi từ từ mấy con này nó bắn xa người quá. Nạp đạn quá. Ờ chưa nạp đạn xong nữa ha. Hai viên nạp đạn hơi lâu. Núp 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 núp. Ok ok, hai đạn cái. Được 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 các bạn. Vậy là ban thẳng lên trên này thôi, cười xong núp vào góc phía bên đây là được. Ok chết được không? Trời ơi, xong xong. Clear một cái tháp các bạn. À, thấy ở phía bên kia rồi. Đứng ở phía bên đây mình có thể nhìn thấy được phía bên kia luôn á. Băng vô một phát. Đứng đây thấy phía bên kia thì gắn mũi tên vô một cái. Nhắm 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 nhắm. Đúng không? Ok, chết luôn kìa. 2600 điểm kinh nghiệm. Bên đó sao nhìn không thấy nha. Thường thường á là lại gần nó mới xuất hiện ra. Bây giờ thì nhảy xuống dưới luôn đi. Mình phải clear chỗ này trước khi lốt ra. Ây chà. Cung hủ sao rớt dữ rồi. Chỗ này mình nhảy vào được không? Ôi trời. Xém té xém té. Đi lại gần thôi đó. Hình như chỗ này không có. Tháp bên này không có hay sao á. Đây chỗ này nhảy xuống. Xuống dưới này luôn đi. À, thằng này là chiến binh các bạn. Chứ không phải là cung thủ. Chiến binh thì dễ rồi. Một phát. Ồ trời, nhắm ngay đầu và chuột phải một phát thôi là đi. Đạn súng ống. Uống cái chai vô một cái nha. Ủi chai nhìn ghê vậy. Chai nước uống của mấy con ốc này các bạn. Nhìn giống như kiểu có con gì trong đó hơi gớm quá. À, cầm sẵn đi súng lên trên này có. À có. Ui đứng từ xa không thấy đâu nha. Nhưng mà lại gần. Oh my god. Wow. Lên trên đó lại gần thì nhìn thấy các bạn. Còn đứng xa xa lại không có ăn. Trời ơi, quay trở lại chỗ cái vườn của mình rồi. Nghe cái xác của mình nè. Mình sẽ lấy theo những cái block các bạn. Để đặt ra leo vô trong cái tường thành của nó luôn. Đỡ phải đi đường vòng. Sau này mình có nè, đây. Mấy cái block này nè. Đặt ra leo vô. Bây giờ là không có gì chơi hết luôn á. Tay không nè. Nhào vô lùa đại nó luôn. Cái xác ăn. Rõ ràng là đứng phía bên kia nhìn qua không thấy á. Nhưng mà lại gần thì lại có. Đó bây giờ nhìn thấy nè. Thấy nó đứng ở phía bên trên luôn rồi đó. Bây giờ đó bắn rồi đó. Leo lên phía bên trên được rồi. Giờ phải cẩn thận hơn nha. Nhấp nhấp lên hụt gái xuống canh hồi máu trở lại. Chứ không đầy máu là nó bắn chết. Ở đây cái túi đầu mình nè. Ok. Đầu đạn thì cũng ngon lành. Hai đạn một phát luôn. Máu thì mới chết xong cho nên vẫn còn đầy lắm. Nếu mà mình bắn cung ở đây thì được không anh? Nhấp nhấp lên đi nè. Ờ à, được các bạn. À Nó bắn dướng. Nè. Ok. À nhấp nhấp lên gì thì nó sẽ bắn dướng mà mình bắn nó được. Ở đây trước nè. Đây rồi. Ngon. Một phát. Ok. Với cách này có vẻ ổn hơn nè. Ây da. Dễ một phát. Ui rớt dưới luôn rồi. Nấp vô một cái. Uống cái này vô một cái để hồi máu. Ây da. Phía bên kia bắn qua nữa hả. Chém luôn một cái. Chém luôn một cái. À. Có vẻ như cái phương án là nhảy lên rồi sau đó thì chém liền đó thì sẽ hợp lý hơn nè. Tụi ăn cái con cá vô luôn. Quấn cái băng gạc vô cho hồi máu cái. Ăn uống cái tiểu luôn. Quý bên kia nó bắn qua sau lưng mình á. Đúng không? Đó trúng trúng. Nghe một cái cực cái thôi. Nhưng mà chưa chết. Một phát nữa nè. Ôi bắn nha. Giống như kiểu nó bắn súng nè các bạn. Còn một con nữa. Ok. Ít nhất là cũng phải còn hai con ở phía bên bển nữa. Bên tháp phía bên đây đó anh. Giờ mới lên phía bên đây. Phía đây thì hai con. Bây giờ thì nhảy xuống phía bên dưới nè. Trên này còn đồ nè. Lút luôn mấy cái gương ở đây quên. Chiến binh nãy kia rớt xuống dưới nè. Trên này thì ai da. Còn đường lên phía bên trên đó các bạn. Hên quá. Mình có đem theo cái này nè. Nó lên trên này có gì trên này không. Ờ trên này là phần nóc nhà rồi. Không có gì trên này hết à. Thôi đi xuống phía bên dưới thôi. Chủ yếu là lia mấy cái tháp này cho nó không tấn công mình thôi chứ. Tính là cũng không thật sự cần lên trên này lắm đâu. Rồi phải chiếm hết cái hồ này. Trong này thì clear nè. Lút trước à.
Trời ơi sao không có gì ngon hết vậy? Có cà phê nữa à? Cà phê, đồ uống, đồ cũng giống như chỗ bên nhà vua thôi các bạn. Bên đây cũng như vậy nè. Còn phía bên đây được lia hai thằng rồi. Sẵn thì mình lia luôn cho nó an toàn khu vực này luôn các bạn. Nhấp 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 chỗ này bắn trước nè. Đó. Một phát. Ây da, ây da. Bắn được hả? Đi một phát xuống một cái. Ok. Đi chết rồi hả trâu dữ hả? Hình như mình bắn dướng hay sao? À chết rồi chết rồi chết rồi. Ui da ui da. Ui đau kìa. Giờ phải ùa lên chém liền ha. Chạy ở phía đây nè. Ui 8 máu. Quấn cái băng này hồi máu á. Ôi ôi. Nó bắn ghê vậy chứ. Đúng kiểu xạ thủ luôn á. Bên kia thì những chiến binh của mình không bắn qua phụ không. Đây mũi tên nữa nè. Lụm lụm lại lụm lại. Bắn được bắn được bắn được. Len len bắn nha. Chết chưa? Ok thì chết rồi chết rồi chết rồi. Hai. Một phát. Chém luôn. Ok. Đó là đòi cho mình nè. Là xong rồi đó hả? Trời ơi. Ui. Ở ngoài kia một nùi luôn các bạn. Có cả thằng chết tấn công như nữa nè. Qua bên kia mình nhìn thấy. Có. Rồi chưa nạp. Một nùi chiến binh ở dưới, mấy con ốc ở dưới nè. Em tấn công vô, ô chết rồi kìa. Ngon. Giờ thì đi xuống, à quên. Chưa loot đồ. Vô để mình loot ít đồ đã. Lên trên này chủ yếu là có cái rương thôi mà không loot nữa thì uổng lắm. Cho anh loot một cái, trời ơi. Dưới này có thêm một cái nữa nè. Toàn là ống sắt rồi ha. Ây da, có cái rương giấu trên nữa nè. Wow. Trên này có thêm silver các bạn. Có thêm diamond nữa hả? Ui, để bán lấy tiền được nè. Và cái súng xịn. Với lại một cái gì đây? Modify. Cái này để làm cái gì á? Ôi cha, một cái loại phép thuật gì để modify với mấy cái đồ phép hay sao á? Có hình cánh cung nữa anh. Vậy mà phía bên kia lại không có. Bên đây ngon hơn. Ok. Cái súng này coi. Súng này sử dụng đạn canon à. Rồi đạn canon mình để nhà hết rồi các bạn. Giờ chưa sử dụng được cái súng rồi. Lát nó về lấy đạn thử cái súng luôn. Còn bây giờ thì đi xuống phía bên dưới thôi. Thấy một nùi mấy con đám quái vật sắp sửa tấn công vô. Ủa mình đâu hết rồi? Hoài, wow, nó vô tới trong rồi. Xuống mình chế được. Quấn cái băng cho hồi máu một cái nè. Ok. Xuống mình sẵn mình luyện cấp, mình đang cần có điểm kinh nghiệm nữa các bạn. Đây nè, trời ơi, tới khi xuất hiện một nồi á. Ào ạt ở trong này nó đập phá tầm lum tầm la hết vậy. Chém một cái nè. Chém nè. Bây giờ sau lưng nữa. Ây da, hụt. Chém bình thường. Chạy. Đứng gần tụi nó đông quá đó lắm. Thấy sợ luôn á. Uống ly cà phê vô cái cho nó hồi phục stamina nhanh hơn. Rồi. Lên trên này luôn mấy đứa. Đúng rồi. Một phát đi xuống nè. Lên đây. Chạy nhanh như vậy. Chuột khoái. Đó. Ok bình tĩnh. Chém vô một cái. Chuột khoái luôn. Ok đi xuống dưới liền. Chạy vòng đẩy phát chứ nó. Trận chiến này phải có chiến binh của mình thì ngon quá. Nhưng mà hôm nay không có đem theo. Mình tính chơi theo kiểu thích khách cho nên là không có đem theo. Thử rồi cũng được. Ok. Chưa xong nữa hả? Vẫn còn quằn quại lắm. Nhìn cái dốc dáng nó giống kiểu một zombie quằn quại quá. Đây nhào vô. Nhào vô. Đứng dậy nữa nè. À, nó đục lủng cái lỗ đây nè. Rồi tấn công vô. Vẫn còn nữa nè. Ôi bên đây vẫn còn nữa các bạn, chưa hết đâu. Đông lắm. Đóng cái cửa lại một cái. Chém một phát. Có cả thần chết bên kia nữa. Thần chết hình như là cùng một phe với tụi này rồi. Thần chết 500 mấy. Quay chém một phát bay luôn. 500 mấy máu sao chết luôn rồi hả. Chắc bị nóc bắt hay sao á. Ok. Không chưa? Thấy hết lắc rồi chắc là ổn rồi đó. Còn chết chém một phát bay mất tiêu luôn á. Mở cửa ra coi. À đây nè. Vẫn còn sống mà. Chỉ bay thôi chứ không có chết. Chết chưa? Bây giờ chính thức là chết rồi đó. 2000 mấy điểm kinh nghiệm. Ồ có hiệu ứng hắc ám mấy nữa nè.
nhưng cuối cùng cũng đã chết. Đóng cái cửa lại cho chắc ăn. Ok, hiện tại là mình được lên hai level các bạn. Mình sẽ cộng thêm não của mình lên mới được. Tăng não lên một cái nè, để nâng cái này lên một cái. Chưa đủ điểm các bạn. Trời ơi, chưa được nâng lên skill tiêu rồi. Và dưới này thì có mấy cái rương nè. Lướt luôn, lướt luôn. Mình còn một cái tháp nữa. Nhìn có tiếng chừng. Đây rồi. Wow. Một tên sở hữu hay gì đó các bạn. Nó cầm cung đi, nó kiếm mình ạ. Sở hữu đứng trên thì được, chứ đứng ở dưới này thì coi như là tiêu với mình rồi. Lấy thêm được mấy cái băng nữa. Quắn cái băng dòng phá. Cái tháp này mình chưa clear nữa các bạn. Cho nên lên mình kiếm luôn. Lên mà có cái rương đầu giống ở phía bên kia nữa thì ngon á. Kiếm được silver nữa thì quá đã luôn. Trên này coi. Nhấp 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 nhấp. Đó 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 đó. Có sau lưng, sau lưng, sau lưng. Một phát. Ok chưa. Ổn ổn rồi đó. Rồi. Rồi tháp trên này không có túi đồ các bạn. Có một cái này thôi à. Tháp trên này nghèo hơn hơn. Giờ tháp bên góc bên đó là xịn nhất. Phía bên này hơi nghèo một chút. Rồi vậy là cái chỗ này cũng đã được mình clear xong rồi. Nhảy xuống phía bên dưới thôi. Hai đạn một phát. Nhà của mình lần trước mình nhớ hình như là mình có hai mấy cái bạn, cộng với ba cái này nữa là lên sắp sửa đủ 30 cái silver là có thể thuê được nửa chiến binh, nửa cung thủ các bạn. Nhìn cũng chiến lắm luôn á. Bây giờ thì đi hướng này để dài đi. Mình sẽ bắt một cây cầu ra phía bên ngoài luôn. Và đổ trên này hình như mình chưa lút nè. Lên lút luôn cho nó kỹ kỹ một cái. Đảm bảo không bỏ sót gì hết. Sách thì cứ đem về để dành bán thôi. Đây, mấy cái sách mình đã học hết rồi nè. Cái nào học rồi thì bán á. Cái mod lần này hình như mình thấy là tỷ lệ ra cái mật ong đó bạn cũng rất là cao á. Được mật ong liên tục luôn á. Chém một cái. Ok. Đây rồi. Qua trở lại chốn bình yên của mình rồi. Đồ ăn thức uống thì cất vô phát. Đồ chế tạo thì cất vô luôn. Mình được 26 cái silver các bạn. 4 cái nữa thôi là đủ. Diamond với vàng thì hiện tại chưa cần. Sẵn mình ghé bên ông bán hàng luôn các bạn. Để mình bán đồ cho ổng nữa. Vậy là bây giờ mình cần phải kiếm thêm 4 cục silver nữa thôi các bạn. Là đủ để thuê chiến binh rồi. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ đem những chiến binh này theo của mình. Theo mình. Đó, đi theo nha. Đi theo để đánh phụ. Đây follow luôn. Đây follow luôn. Đó, có những trận chiến lớn giống như hồi nãy vậy đó các bạn. Thì hỗ trợ mình sẽ ngon hơn á. Còn một mình đánh thì hơi bị mất thời gian một chút. Còn có những chiến binh nữa thì ngon quá. Đây thì pick up lại luôn một phát. Ghé bên chỗ ông bán hàng trước cái đã. Mình bán, à quên. Lấy đạn canon nữa các bạn. Đạn canon cho cái súng này mình thử sức mạnh luôn chứ. Quên mất tiêu luôn à. Từ phía bên đây, đây được 15 viên nè. Ok, nạp vô thử cái súng này một cái. Một lần một viên thôi các bạn. Bây giờ thì đi kiếm con gì đó mình thử sức mạnh mới được. Thầy đang đi thấy cái túi đồ các bạn. Không biết là rớt khi nào nhưng mà có cái túi đồ đây nè. Man, có thực tiêu trong này. Có được thực tiêu, có đồ ăn nữa ha. Đồ ăn này hồi máu 25 máu. Ok, được đó nha. Có thêm thực tiêu nữa. Thứ mình đang còn đây rồi. Thực tiêu 20 cái các bạn là mình có thể chế tạo được một cái kỳ kiếm mới á. Còn chỗ này thì lút hết rồi. Đang qua bên chỗ ông bán hàng để mình bán. Mà trên đường đi thì chưa thấy con dơm nào để mình test thử sức mạnh hết à. Vào hello bán hàng cái quăng hết sách cho ẩm à. Đây rồi. Bán sách. Bấm chữ đúp thôi là bán hết. Đó. Ok. Xem coi ổng có silver không á. Cái này là si đó. Không có đâu các bạn. Bán gì độ không à. Cái con bán có giáp áp giáp không. Uầy. Có áo giáp các bạn. Áo giáp đầu bò nữa nè. Có áo giáp nhưng mà đắt tiền quá à. Cái này chắc để dành sau này mình sẽ tự chế luôn chứ. Mua của ổng đắt tiền quá. Có đạn canon nữa nè các bạn. 90 mấy viên nha. Thôi. Để dành tiền để hơi chiến binh ngon hơn. Rồi, bye bye ông bán hàng. Bây giờ thì mình sẽ đi vô những căn nhà đó bạn. Vô tìm những cái rương á. Để mình tìm mấy cái kiểu như cái silver. Để thuê chiến binh mới được. 30 đồng silver thôi là hơi được nửa cung thủ là mình có thể có được một đệ tử bắn tầm xa rồi. Hiện tại là toàn là mấy đệ tử bắn chiến đấu tầm gần đó bạn. Cầm khiên cầm kiếm không à. Không có cái nào chiến đấu tầm xa nè. Có chiến đấu tầm xa bắn lên mấy cái tháp này là dễ dàng lắm luôn á. Ở đây thì mình thấy có một cái cối xây gió đó các bạn. Chắc mình sẽ ghé cho cái xây gió đi. Và thấy có một con trần trần. Một phát. Để trần trần chớ liền. Tấn công như cối xây gió này để xem coi có
luôn đồ hay gì không? Ôi, ở phía bên ngoài thấy nhiều lắm các bạn. Đây nè, một cái kho đồ ở phía bên ngoài luôn hả? Cái con gì á? Con heo à? Thôi, heo thì chắc là cũng hiền, cho nên không sao đâu. Chiến binh của mình bắt đầu chiến đấu rồi đó. Mình thì mình tranh thủ mình loot đồ thôi. Có những chiến binh thì khỏe tay lắm. Hình như là mình loot được một cục vàng nữa nè. Qua đây thì rất là nhiều rương, nhưng mà toàn là hút nhợm không á. Rồi, hút nhợm không à. Bên đây nữa nè, quá nhiều đồ để loot. Có thêm đấm bốc nữa hả? Rồi, đấm bốc này của Vanilla cho nên yếu lắm. Ai chơi cái này luôn đi. Lấy thêm màu mè rồi nữa. Có cả cỏ nữa nè các bạn. Vậy là chỗ này vật liệu để xây dựng rồi. Mấy cái đường vật liệu nè. Ở vậy toàn hút nhuộm đồ không à. Rồi, bây giờ thì tấn công vô thôi. Có cửa đồ nữa hả? Ok. Ây chà, đây 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 đây. Một phát. À quên, thử súng chứ. Có con nào thử súng không? Đây có cái rương nè, từ từ. Ở ngoài đánh nhau dữ quá vậy. Đây có cái modify à. À này sắp học luôn modify. Bên này có mấy cái tủ nữa nè. Rương sổ rồi. Linh tinh xong. Rồi, phế liệu. Ok, lên phía bên trên thôi. Nghe đánh nhau chưa? Còn mình thì lên trên này. À đây 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 có con nấm nè các bạn. Con nấm mình vô mình bắn thử cái. Oh my god, bị cháy à. Cái súng này bắn hình như nó bị cháy luôn các bạn. Ây cha cha, uống nước vô cái. Uống nước vô, dập lửa. Ok. Để thử lại coi. Ôi ôi. Bắn cái xe thử cái. Wow. Cái viên đạn này nó nổ ghê các bạn, nổ banh chiếc xe luôn mà. Bắn vào đá thì không sao á. Nhưng mà bắn ghê lắm luôn á. Nổ mạnh đó nha. Được. Hồi nãy lửa chắc là của con nấm hay sao á. Rồi luôn, nó cháy luôn nguyên cái tháp này luôn rồi. Ôi lát nữa hư cái chậu á. Cho nên là mình sẽ chạy nhanh qua đống lửa. Rồi uống nước vô một cái để dập lửa. Ok. Rồi. Nghe tí. Bắn một phát rồi. Súng kia nó nổ lớn quá. Bắn súng này thôi. Nhưng mà mình nghĩ cho nên tiết kiệm đạn nha. Oh no, chiến binh. Ôi xong rồi, dẫn chiến binh của mình đi có vẻ như là một sai lầm. Rồi chết một chiến binh rồi. Ôi nữ chiến binh cũng ra đi luôn rồi. Trời ơi. Một đám cháy làm hai chiến binh của mình ra đi luôn ạ. Biết về nãy để nhà luôn cho rồi á. Thêm theo chết luôn hai chiến binh của mình rồi. Trong này phải nói nhiều đồ rồi á. Có xe gió này giống như cũng kho chứa đồ á. Quá trời quá đất. Có hình đạn nè, sắp đồ nè. Sắp chưa học thì mình học hết đi. Cái này học rồi nè, tiếp lại một phát. Ok. Rồi bên đây nữa nè, quá chừng đồ. Tranh thủ mình loot luôn. Nghe có tiếng mấy con ốc nữa hay gì đó. Đó, nhảy xuống kìa. Chém cho một cái. Ở trên bò hả? Bò. Rớt xuống dưới này đông vậy. Có con nấm nữa. Ôi con nấm nó đốt. Con nấm này giống như kiểu pháp sư vậy. Đốt nè, cháy nữa rồi. Chỗ này toàn bằng gỗ thôi, cháy chắc cháy dữ lắm nè. Cho nên lên nhanh nhanh trước khi cái tháp này biến thành tháp lửa. Wow, cái này có cái view nhìn cũng đẹp quá. Có những cái rương nữa nè. Cái thùng này giống như kiểu kệ bếp á. Toàn là mấy đồ ăn thức uống không à. Rồi, lên phía bên trên thêm á. Đây là cái cột, cái trục xây nè. Trục xây nói đâu phía bên ngoài. Đây nè, trời ơi, đường lên nè. Ui. Con này nó cháy ghê lắm cho nên là phải xử nó nhanh. Ok. Đây là ra phía bên ngoài. Ui, đây có rương nè. Giấu ở phía bên ngoài này nè. Silver. Ngon. Vậy là mình đủ 30 silver phải không? À, 30 cái silver này các bạn. Phía bên dưới vẫn còn thêm nữa nè. Xuống mình loot luôn. Ủa, hết rồi hả? À, vậy là chỗ này hết rồi. Bà quấn cái băng vô cái là yếu máu quá, chết nào cũng hay á. Đây mà coi coi ngoài cánh quạt có đồ. Ok. Leo vô trong. Vô. Trong này có thêm mấy cái rương nữa nè. Đài đài mấy cái rương hay có đồ xịn lắm. Yeah. Đó có thêm hai silver nữa các bạn. Thêm sắt nữa nè, chưa học nè. Ok. Cái này thì chưa cần cho nên luyện bớt đi. Tải chế cái này luôn. Rồi. Còn mấy rương vậy là mình đã có đủ số lượng silver cần thiết để thuê chiến binh rồi đó.
Bây giờ cần phải đi tìm nữ chiến binh nữa. Và trong này cũng đã được loot xong. Chỗ này thì bằng cấp bồ tôn hay sao á, nhìn cứng lắm. Đúng rồi nè, chứ gì nữa. Cái kiếm chém nhiều khi còn nhanh hơn cái cốt nữa. Ok. Wow, lên tới trên nóc luôn các bạn. Đứng trên đỉnh cái tháp canh luôn rồi. Bây giờ mình nhảy xuống dưới rồi coi như tiêu á. Cho nên thôi, lên trên này để nghĩ nghiêng xung quanh thôi. Chứ còn đi thì mình sẽ đi bằng cái con đường xuống phía bên dưới. Đi bằng cầu thang xuống phía bên dưới cho nó đảm bảo an toàn nha. Chỗ này thì cũng đã được clear xong rồi. Lên xuống cũng thuận tiện. Tiếc cái là hai nữ chiến binh của mình đã hy sinh. Ồ, vẫn còn lửa dưới này các bạn. Ok, mình sẽ bắt cua xuống phía bên dưới cho nhanh. Đó, đi xuống nhanh qua khỏi đám cháy chứ không chiến binh của mình bị dính lửa nữa. Hình như có một chiến binh bị cháy nữa rồi. Rồi luôn. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ủi, hai chiến binh của mình bị cháy luôn hả? Có tuột máu kìa. Oh no, có tuột máu kìa. Rồi luôn, mấy cái đám cháy này thật là quỷ diệt á. Oh my god, chết luôn các bạn. Trời ơi, chiến binh tôi đã hy sinh hết rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ lên đường quay trở lại với thành phố cũ các bạn. Thành phố cũ ở hướng phía bên đây nè. Đó, để mình đi tìm nữ chiến binh mình thôi mới được. Nữ xạ thủ không? Một chiến binh 1000 tiền mà chết hết rồi. Đây có nguyên một cái lâu đài nè. Cái lâu đài hay căn nhà đó bạn, nhìn có cái tượng thần thoại ở trên đó. Nhìn ghê vậy. Cứ nghĩa thử một cái à. Tò mò quá. Có gì không? Có ai không đây? Hello. Con này có mấy con nấm nè. Chém đi. Sau lưng nữa nè. Thôi. Bị hơi chiến binh trước đây bạn. Tính sao ha. Ôi, nổ trong nó nữa kìa. Thôi gớm quá. Đi thôi. Chiến binh nè. Tấn công nè. Mình đã quay trở lại chỗ căn cứ cũ các bạn. Nãy giờ đi lang thang mưa tầm tã luôn nè. Ở ngay chỗ cái gì đó có chữ rinh nè. Mà phía bên kia là hướng chỗ căn cứ của mình. Bên đây ngay chỗ cái giường luôn. Cắm thử là bao nhiêu. Nãy giờ mình đi. Ôi, một cây hai rồi các bạn. Qua phía bên đây. Lần trước mình thấy ở phía bên đây, ở chỗ gần cái con thuyền này nè các bạn, có một nữ xạ thủ chiến binh. Hôm nay quay trở lại không biết còn không đây. À đây. Đây là các bạn. Trời ơi, cuối cùng cũng gặp lại nữ cung thủ rồi. Nhưng mà zombie thì nhiều lắm. Để cho nữ cung thủ chiến đấu trước đi. Đúng rồi. Nữ cung thủ này còn có thể nói chuyện được nữa các bạn. Vừa tấn công vừa nói chuyện được đó. Ok, xong rồi hả? Ghê, mạnh á. Còn nữa kìa. Bắn à. Bắn hụt hả? Ôi chết luôn kìa. Ok, xong. Bây giờ mình lại mình thôi mới được. Nhìn đây rồi. Đó, trở thành đệ tử của mình liền các bạn. Trời ơi, nữ cung thủ này à. Cầm đi cung nè. Mình xuyên xò hẳn luôn á. Bây giờ dẫn đi lên cái thuyền mới được. À đây. Bắn, đó, ôi bắn mất cái đầu luôn. Wow, xịn. Chạy kìa. Sao vậy? Ôi sao leo lên tú ở trên luôn rồi. Hết tâm nha. Ôi nhảy lên dưới luôn rồi. Trời ơi sao vậy? Hơi bị ngáo sao đó bạn. Lên trên cao nhảy xuống dưới luôn rồi. Mất hết nửa cây máu kìa. Thôi, tốt nhất là mình không nên dẫn nữ xạ thủ này lên trên cao đó bạn. Dẫn lên trên này nó tự nhảy lầu luôn á. Quên như nó chết luôn á. Thôi đi xuống dưới đi. Vậy là dẫn nữ xạ thủ này chỉ nên đi ở dưới thôi các bạn. Còn leo lên trên cao thì quá là nguy hiểm á. Đó, đi dưới đất thôi. Để dành chiến đấu dưới đất. Mình đặt ở gần nhà để cho tự động bắn cung thì sẽ hợp lý hơn. Chứ còn dẫn đi thấy nguy hiểm quá à. 30 silver của mình á. Mà trong này có thêm nữa nè. Ok, tích chữ dần dần nha. Hồi 300 máu các bạn. Đang hồi phục máu là từ từ nè. Ok. Bên đó thì có thêm một cái lâu đài nữa. Kế bên có chỗ làm phép hay gì thấy màu tím. Bà ai à. Ui, thối nha. Nữ cung thủ mình bắn được không? Để thử coi. Thử cái cung thủ mình bắn thử sói nha. Đây, sói dí. Bắn đấy. Ủa sao? Ok, bắn được một phát rồi. Bắn thêm phát nữa. Trời ơi, cứ để cho nữ cung thủ bắn, cuối cùng bắn chậm quá. Rất ít thịt luôn. Lụm mũi tên quá. Ok. Nữ cung thủ trực chiến của mình vậy á. Mỗi tội là hơi bị ngáo anh. Lâu lâu mới leo trên cao nhảy xuống, leo lên cao nhảy xuống. Đánh lên thám phá cục bơm luôn các bạn. Nhưng mà sợ nữ cung thủ của mình bị chết đó chứ. Bây giờ chạy phán nè. Trong này hay có mấy con dơm lắm nè.
Ở đây do tấn công luôn, kéo ra phía bên ngoài cho nữ cung thủ mình bắn, vừa nhảy vừa bắn luôn á. Ủa lại gần đánh luôn kìa, xịn xịn, bắn từ xa chết luôn rồi. Vậy là hôm nay các bạn sau bao nhiêu ngày tích góp những cái cục silver đó thì mình cuối cùng cũng đã thuê được nữ xạ thủ rồi nè. Hơi nháo nháo một chút nhưng mà được cái là chiến đấu tầm xa thì rất là ngon luôn á. Chắc là ở tập sau mình sẽ đi qua hướng phía bên chỗ nhiệm vụ ở phía bên đây các bạn, chắc là bên sa mạc á, để mình làm nhiệm vụ ha, lấy được thêm những cái điểm Q-Boy nữa để mình nâng cấp kỹ năng của mình lên thêm cho nó mạnh hơn, chế tạo được thực tiêu luôn ha. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi, cho nên mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy hết những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.